Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 200 cái tóc cườn DXS. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi, sau đó nhập mã captcha. Tiếp tục chọn Join Airdrop. Rồi sau đó thì làm các nhiệm vụ join vào group Telegram này. Rồi quay trở lại này, join vào channel của nó này. Ok, quay trở lại. Sau đó thì join vào Discord này. Rồi chấp nhận lời mời. Rồi bấm chọn tham gia này. Sau đó quay trở lại này. Join tiếp vào Medium này. Rồi mọi người sẽ mở VPN cho mình. Rồi quay trở lại Medium đi. Rồi chọn follow rồi. Và quay trở lại bot. Sau đó thì follow Facebook. Rồi bấm chọn like này. Tiếp tục quay trở lại bot. Follow Instagram. Chọn theo dõi. Quay trở lại bot. Tiếp tục đăng ký kênh YouTube. Sau đó thì mọi người sẽ download cái app này nhé. Và đánh giá 5 sao cho nó. Rồi mọi người sẽ vào đây có thể là download cái app này của nó. Hoặc là không cũng được thôi, mọi người sẽ bỏ qua đi. Chọn Submit đi. Rồi chọn Don này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ phải follow Twitter và retweet bài đăng của nó này. Và sau đó follow và retweet cái bài đăng của nó nhé. Tweet với cái hashtag này, rồi mọi người copy cái hashtag này cho mình này, bấm vào đây để copy này. Rồi sau đó thì mọi người, đầu tiên mọi người follow với Twitter này á. Chọn theo dõi này. Rồi chọn like và retweet. À, trích dẫn tweet nhé, và mọi người sẽ gắn cái hashtag đó vào. Chọn tweet lại. Ok, quay trở lại này. Sau đó thì sẽ retweet cái bài đăng ở trong kênh liên kết của nó nhé. Rồi mọi người sẽ tìm đến cái bài đăng của nó. Đâu rồi? Rồi ok, ở đây thì mọi người sẽ bấm like và retweet. Sau đó quay trở lại. Và mọi người sẽ nhập profiling của Twitter này. Copy cái này. Rồi dán vào đây. Xóa cái này đi. Nhập username của mình vào. Rồi tiếp tục nhập username của Instagram. Copy này. Tiếp tục dán này. Làm tương tự như trên. Rồi sau đó là nhập profiling của Facebook nhé. Mọi người sẽ quay trở về Facebook cho mình.
bấm vào ảnh đại diện này, chọn 3 chấm này và sao chép liên kết, quay trở lại, dán nó vào. Rồi sau đó nhập username của Discord. Rồi tiếp tục nhập profiling của Medium. Copy này, dán này, xóa username này đi. Và đằng sau mọi người để chữ A còng cho mình. Rồi tiếp tục là nhập cái Gmail mà mọi người đã đăng ký cái kênh YouTube nhé. Rồi ở đây thì nó yêu cầu là mọi người nhập cái mã code. Mã code ở trong cái app. Kiểu gì mọi người cũng phải download cái app này nhé. Rồi ok, bấm vào download app này. Rồi chọn cài đặt đi. Rồi sau khi cài đặt xong mọi người mở ra cho mình. Rồi ở đây thì mọi người sẽ bấm vào cái mục Register này. Và sau đó thì sẽ điền Repo. Mọi người chờ chút xem cái này là gì. Rồi cái mã Repo thì mình có để ở dưới phần mô tả nhé. Thì mọi người sẽ dán vào đây. Ok, sau đó thì mọi người sẽ nhập tên này, username này. Rồi sau đó nhập username. Tiếp tục nhập số điện thoại. Rồi sau đó nhập địa chỉ email. Tiếp theo thì mọi người sẽ nhập mật khẩu và dòng cuối cùng là nhập quốc gia nhé. Rồi sau đó nhập quốc gia vào đây. Chọn Việt Nam. Rồi chọn Register này. Ok, sau đó thì mọi người sẽ vào email để lấy cái mã và nhập vào đây nhé. Vào mail này. Rồi mở mail ra. Mọi người sẽ copy cái mã này và quay trở lại app, dán vào đây. Ok, chọn verify. Rồi bây giờ mọi người sẽ đăng nhập vào. Ok, bây giờ mọi người chọn ok này. Rồi mọi người sẽ vào mục mail này nhé. Ok, sau đó vào mục xe này. Rồi mọi người sẽ copy cái mã này cho mình và quay trở lại. Mọi người quay trở lại bot nhé. Mọi người sẽ nhập cái mã vào đây rồi gửi nó đi. Bot chậm quá. Rồi tiếp tục thì mọi người sẽ nhập cái đường link profiling của kênh YouTube nhé. Rồi mọi người sẽ quay trở lại YouTube cho mình. Rồi bấm vào ảnh đại diện này. Sau đó bấm vào kênh này và mọi người sẽ sao chép cái đường dẫn đến YouTube. Và quay trở lại bot. Dán nó vào. Rồi chọn viết này.
Rồi cuối cùng thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BSC cho mình. Mọi người sẽ vào ví trước lấy nhé. Rồi, sao chép địa chỉ ví, quay trở ra, dán nó vào. Rồi cuối cùng bấm balance kiểm tra số dư. Chọn withdraw để xem ngày rút này. Rồi thì cái này nó sẽ phân phối và nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng giêng và phân phối 30 ngày sau khi nó list sàn nhé. Ok, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.